Bạn nào cũng sai à? Quay à? Cái mình lại lại nó đó. Quay à? Ta là đi. Ta sao? Này đây á, kể nó lại lại. Sao đấy? Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là gần 7 giờ sáng nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Cửu Long. Bên này là cư xá Bắc Hải, phường 15 quận 10 nha các bạn. Hôm nay đi ăn sáng và muốn chia sẻ với các bạn một cái quán phở. Quán phở này gọi là phở Hữu. Quán phở này thì rất là đông khách ở trên con đường Cửu Long các bạn. Đó. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là khách cũng rất là đông. Giờ Kiên sẽ vào ăn sáng, quay chia sẻ với quý vị một số hình ảnh về quán phở này nhé. Quán phở này mình cũng biết khá là lâu rồi, ngày xưa là ở gần cái khu quận 3 hay qua đây ăn, nhưng mà hôm nay thì mới có dịp quay chia sẻ với các quán phở này. Rồi mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng vào bên trong nha. Đây, quán phở này là quán phở Hữu nha các bạn. Địa chỉ là số 58 Cửu Long, cư xá Bắc Hải, phường 15 quận 10 nhé. Đây là phở Hữu, phở bò, phở gà. Bây giờ chúng ta ăn để xe phía bên ngoài này. Xe thì có người trong, hai người trong xe để bên ngoài các bạn. Rồi thì Kiên sẽ đi vào trong nhé. Chúng ta muốn đi đến cái quán này cũng rất là dễ đi thôi. Nếu mà chúng ta đi cách mạng 8 thì chúng ta đi đường Trường Sơn. Thì đi đến đường Trường Sơn, sau đó thì qua gặp đường Cửu Long thì chúng ta rẽ bên phía tay phải. Đi khoảng 50m là đến quán phở Hữu nha các bạn. Ở đây thì là cái khu này là khu quán cà phê, món ăn rất là nhiều luôn. Đó. Khu này thì món gì cũng có hết trơn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong ha. Thì mới vào mình thấy là có tái nạm mà treo trên tủ đó các bạn ạ. Trong này thì có khoảng 5 anh to cao đẹp trai đang phục vụ phở các bạn. Đây, những tô phở hấp dẫn các bạn. Hấp dẫn không? Con này là tái này. Đây cả hai cái nồi nước lèo này các bạn này. Tái chín này, nạm gầu bún này. Hai trái một chiếc. Ở đây mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khoảng chục nhân viên các bạn. Toàn anh to cao đẹp trai không? Tái chín, nạm gầu bún. To cao đẹp trai, múc phở. Đó, hấp dẫn không? Đây bên này là tái này. Rất là nhiều khách thích ăn tái các bạn. Tái gân này. Tái gân, tái bỏ viên này. Gà này. Cái lèo hết đã được cầm vào các bạn. Đó. Đây là anh này là chuyên đứng tay giấy rồi. Đứng ngay tủ đồ ăn này này. Tái gân gà không hành này, 28 này, hai tái viên 20. Tô nhỏ vào đây. Ở đây ăn tái băm rất là nhiều các bạn. Hai tái viên. 28. 10 chiên 14. Hai tái viên 20, tái lạng nhỏ 14 ngoài. Khách đang rất là đông ha. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong này. Xem cái công đoạn cái này là cái nồi trục bánh phở này các bạn. Này là nồi nước lèo này, bên trong các bạn thấy là có hành tây. Hành đổ đầy nhìn đẹp quá. Tái viên, chén tái một gà, thấy chưa? Tất cả là
huyết hột gà, huyết hột gà. Này có đầu hành giá. Chứ ở đây thấy là phở ở đây làm rất là nhanh, phục vụ rất là nhanh các bạn. Vào không phải đợi lâu. Phở nhà mình bán được lâu chưa anh? Hơn 20 năm rồi, ở đây luôn đúng không anh? À, hơn 20 năm rồi nha các bạn. Ngay địa chỉ ở đây bán được hơn 20 năm. Mình ở đây, mình làm, ngày xưa mình làm ở quận 3 này cũng gần 10 năm. Có hay ra đây ăn các bạn. Mà này mới có dịp đi quay chia sẻ các bạn quán này. Đấy. Đây là phục vụ toàn là các bạn to cao đẹp trai không à. Làm rất là nhanh. Quán đây là bán từ mấy giờ anh? Bán đến 10 giờ đêm. À, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm không? Cả ngày luôn ha. 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Bán liên tục luôn các bạn. Nhìn cái nồi nước lèo thấy chất lượng nó. Đây là phở gà này các bạn. Đó, bên này có gà, gà bò. Nồi nước lèo nào cũng sôi sùng sục luôn. Đứng đây rất là thơm các bạn. Nước lèo rất là thơm. Như gà 23 đúng không? Gà 23 em ơi, giá đồ hành, tái 13. Ở đây là có những cái bịch rau này khách mua mang về này các bạn này, người ta đóng sẵn như này này. Đó, rau rồi có tương ớt, tương cà, chanh. Bên này có bánh quẩy này. Đó. Đây, khách ăn thì chúng ta ngồi trong không gian ở đây thì có rất là rộng rãi các bạn. Khách ăn ngồi trong nhà đó. Cái này phải 4 căn thôi. Chúng ta là phải 1, 2, 3 căn, 3 căn nhà. Nói chung là chỗ ngồi đây rất là rộng rãi, thoải mái thôi. Trong có quạt trần, quạt chiếc này kia đầy đủ nên là chỗ ngồi rất là rộng rãi. Đây là cái không gian bếp ha. Đây bếp thì phục vụ rất là đông. Khoảng 10 người bán. Ở đây khách ăn tái nhiều quá anh ơi. Đúng rồi anh. À. Món phổ thông mà. Món phổ thông. Đây tô đặc biệt nhất là đây là bao nhiêu tiền? Đặc biệt là 70.000. 70 là đầy đủ hết ha. Vâng, gồm có thập cẩm, tái gân, tái gân bò viên tái ha. Nạm, gân viên gầu. Tái nạm gân viên gầu. À. Anh đứng ở đây khâu này được bao nhiêu năm rồi? 13 năm. 13 năm rồi. À. Đây là phở gốc Nam Định anh. Gốc. Gốc là gốc Bắc nhưng mà đây nó làm tí làm rồi. À gốc Bắc nhưng mà pha Nam một xíu hả? Cho hợp với dân người dân trong này nha anh. Dạ. Đây chỗ này là tái à? À chín à. Nạm gân 16 anh nhỉ? Nạm gân 16. Nạm gân 16.
Gà chín vè anh. Chín vè, đó, con này chín vè. Con này gà. Gần 16 em ơi. Anh làm cho em cái tô đầy đủ nhá. Ok anh. Dạ. Đây phần này là đầy đủ đúng không? Dạ vâng, chính xác rồi. Bao lo. Bao no luôn. Đây mời các bạn vào trong thưởng thức một cái tô phở đầy đủ ở đây nhé các bạn. Tô này là 70 nhé. Khách đang rất là đông các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Khách ngồi kín chỗ hết luôn. Đây là cái tô đầy đủ của kia này. Tô này là thập cẩm nha các bạn. Tô này là 70.000. Đó. Ở bên này là có giá này. Rau thơm này. Sau này rau ăn phở, có rau quế, rồi rau ngò gai. Đầy đủ các loại rau. Rồi, xin mời quý vị các bạn ăn sáng nhé. Hôm nay là sáng cuối tuần. Hôm nay thì Kenny có một mình thôi. Hôm nay thì bà xã mình ở nhà thiếu bé. Hôm nay mình đi có một mình thôi. Nên là vừa ăn vừa quay cho quý vị các bạn xem luôn. Đây quý vị, cái tô của Kiên là đầy đủ có bò viên này. Bò viên thì được. Có vè này, cái này là vè. Vè có tái này, có nạm này. Gân này. Đó. Gân đây thì mình thấy là gân trong. Gân trong với là gân mềm. Tô này là 70 nha quý vị. Ở đây mình ăn thêm đầu hành, mình xin thêm nhé. Rồi đầu tiên thì chưa bỏ gì hết, Kiên sẽ thử cái nước lèo đây nhé. Các bạn thấy là nước lèo đây thì mình thấy là trên thì có một chút xíu cái váng mỡ này ha. Nước lèo nó cũng khá là trong, nước lèo khá là trong. Bên trên là hành cũng khá là nhiều này, hành thì có hành, hành tây này, hành lá này. Nãy mình hỏi là đây là cái hương vị phở, người ta bảo hương vị phở Bắc các bạn. Hương vị phở Bắc. Nhưng mà nó cũng lai lai một chút xíu Nam rồi. Nhưng mà nước lèo đây mình thấy ăn nó khá là ok. Nước lèo có một cái vị ngọt thanh. Hơi béo nhẹ nhé. Rất là ngon, nói chung là ngon. Nước lèo rất là ngon. Ok, nước lèo mình thấy ok á. Còn đậu hành mình cho thêm đậu hành nhé. Giá rau thơm, ăn phở thì không thể nào thiếu rau quế được nha. Ở Sài Gòn kiếm những cái quán phở mà gốc Bắc thì cũng khá là nhiều các bạn. Gốc Bắc ngon rất là nhiều. Quán phở này thì được nay bán là nay là nghe bạn nói là cũng là mấy chục năm rồi. Rồi, kính mời quý vị các bạn ăn sáng nhé. Thêm ít tương ha. Không ớt tương cà. Wow, bánh hơi bị nhiều luôn đó. Nhìn rất là nhiều bánh. Quý vị nào ăn ít bánh thì mình gọi ít thôi nhé. Hôm nay mình quên không gọi ít bánh nhiều quá. Cho một miếng chanh này.
tô phở đầy ắp luôn, quá trời thịt luôn này. Đó, các bạn thấy thịt nhiều không? Hai hồ ngân cho ông sáu. Ok, mời quý vị nhé. Ở đây bán từ sáng tới tối luôn các bạn, mình đi giờ nào cũng có hết. Sáng ra đi kiếm quán ăn sáng tại lòng vòng khu quận 1, quận 3. Bây giờ kiếm quán ngon Sài Gòn quay chia sẻ với quý vị nó cũng hơi ít các bạn. Quý vị nào biết quán ngon thì nhớ chia sẻ viên nhá. Thịt khá là tươi, thịt tươi, bò tươi ngon. Nói chung là vị Bắc thì cũng không phải vị Bắc, nhưng cái này cũng không lai lai được, lai lai vị Nam rồi các bạn. Nhưng mà ăn cũng ngon. Khách đông, có chỗ để xe luôn. Bò viên ăn thơm, giòn. Gần trong nha quý vị. Con da nó mềm, không biết còn giữ được cái độ giòn không, mình mềm quá không? Con lấy bánh phở vô thử hả?
Ăn hết câu này rồi, quá no. Bánh phở nhiều lắm. Bằng ba chồng. Hai tấn lạng này, bằng 19 này. Đức cầm cái này 23 cho rau à? Bảy chín là được rồi. Đưa lên thì bảy mười chín.
Quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì Kiên cũng đã thưởng thức phở Hữu ha, chia sẻ với quý vị cái địa điểm quán phở Hữu ở đây. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Địa chỉ thì Kiên để góc bên phải phía dưới màn hình nhá. Trên màn hình góc bên phải phía dưới nha quý vị. Rồi, xin chào tất cả quý vị nha.